Kính chào quý vị các bạn. Quý vị các bạn đang cùng theo dõi bản tin thị trường ngày 20 tháng 1 năm 2022 của Đài truyền Việt Nam. Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho biết chính quyền hai bên Quảng Ninh của Việt Nam và Đông Hưng của Trung Quốc đã thống nhất tạo điều kiện thuận lợi tối đa để các phương tiện vận tải của Trung Quốc đã trả hàng xong, đang bị ùn tắc lâu ngày ở Móng Cái sớm được thông quan trở về. Phía Trung Quốc cam kết trong tuần này sẽ dành trọn vẹn 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật để đưa toàn bộ lượng phương tiện của Trung Quốc đang ùn ứ lâu ngày ở Móng Cái trở về. Trong những ngày qua, bình quân có khoảng 200 xe ô tô Trung Quốc được xuất cảnh trở về nên lượng xe hàng ùn ứ ở Móng Cái đã phần nào giảm mạnh. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù kim ngạch xuất khẩu thanh long sang thị trường của Ấn Độ liên tục tăng trong thời gian qua nhưng vẫn còn dưới tiềm năng và nhu cầu còn nhiều dư địa để trái thanh long mở rộng thị phần tại thị trường tỷ dân này. Đây là nhận định được đưa ra tại hội nghị xúc tiến xuất khẩu thanh long của Việt Nam sang thị trường của Ấn Độ. Theo đánh giá, kim ngạch xuất khẩu thanh long sang thị trường của Ấn Độ có thể đạt ngưỡng là 50 triệu đô la Mỹ một năm. Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ khuyến cáo các cơ quan ban ngành và doanh nghiệp nên đầu tư thời gian, công sức và tài chính đối với việc xúc tiến thương mại và cần có chiến lược lâu dài, bền vững khi xuất thanh long vào thị trường này. Giá thành vật tư nông nghiệp tăng 50% so với năm ngoái nên giá hoa cảnh ở Nam Bộ có thể sẽ tăng để bù đắp chi phí đầu vào. Đây là nhận định từ các nhà vườn ở các tỉnh phía Nam. Do dịch Covid-19, các vựa trồng hoa lớn ở phía Nam đồng bằng sông Cửu Long, Lâm Đồng và Thành phố Hồ Chí Minh đã giảm sản lượng cây hoa cảnh. Giá cây có thể tăng khoảng 10 đến 15% để bù đắp chi phí sản xuất. Còn tại Hà Nội, ngoài các loại hoa cây cảnh thì đào, quất, bưởi cảnh năm nay cũng giữ giá ổn định. Giá hoa đào Tết năm nay khá bình ổn, không giảm nhiều và thị trường bắt đầu sớm hơn mọi năm. Chợ hoa xuân trên bến dưới thuyền là một trong những chợ hoa lâu đời và lớn nhất của Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ các nhà vườn từ khắp các tỉnh Đông Nam Bộ và miền Tây. Theo ghi nhận đến thời điểm này thì các nhà vườn đã bắt đầu mang hoa lên bày bán và khách mua cũng chưa nhiều. Chợ sẽ được tổ chức trên lề kênh Tàu Hù, bến Nghé, ven đường bến Bình Đông và các hoạt động văn hóa nghệ thuật trên đường Nguyễn Văn Của, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh đã có phương án tổ chức chợ hoa và sẽ cắt giảm các hoạt động tùy theo cấp độ dịch 1, 2, 3, 2, 4 để tạo thuận lợi. Chính quyền đã giảm phí thuê sạp cho nhà vườn kinh doanh tại chợ hoa xuân. Một điểm mới trên thị trường hoa Tết năm nay ở Đà Lạt đó là từ doanh nghiệp cho đến nhà vườn đều ý thức cao về tầm quan trọng của việc sử dụng nhãn hiệu hoa Đà Lạt. Chính thương hiệu hoa Đà Lạt được tạo dựng lâu nay đã tăng thêm cơ hội cho người trồng hoa giữa những khó khăn chung của thị trường. Đã có những sản phẩm hoa Đà Lạt chiếm lĩnh gần như toàn bộ thị phần, khác với trước đây bị chi phối bởi hoa nhập ngoại. Trang trại hoa lan Dolly, những cành địa lan sau khi cắt từ vườn liền được đóng gói trong bao bì. Trên bao lúc nào cũng có tên của trang trại. Cẩn thận hơn, người đóng gói lại dán thêm vào bao những chiếc tem như thế này. Khách hàng nhờ khi nhận cái đơn hàng này phải nhìn vô là cái này là Symbidium số 3 màu xanh, thì khi họ nói là cành hoa này có vấn đề gì như thế nào thì em sẽ dỡ sổ ra, cái này là vườn số 3 này, sẽ xử lý ngay tại cái khu đó ạ. Mỗi năm trang trại hoa lan Dolly đưa ra thị trường khoảng 100.000 cành địa lan, vẫn không đủ đáp ứng so với nhu cầu thị trường, nhất là vào dịp Tết. Có được sức tiêu thụ hấp dẫn như vậy không gì khác chính nhờ chất lượng hoa, và cũng vì vậy khi đưa hoa ra thị trường Tết, trang trại sản xuất đặc biệt chú ý đến việc sử dụng nhãn hiệu, vừa để gắn trách nhiệm với người mua, vừa để khẳng định thương hiệu. Cái nhãn truy nguyên nguồn gốc để đem tới cho khách hàng những sự lựa chọn mà khi khách hàng an tâm sử dụng và nâng cao cái vị thế của cành hoa lan của Đà Lạt ạ. Thị trường hoa lan nhiều năm qua luôn có sự cạnh tranh gay gắt giữa hoa lan Đà Lạt với hoa lan ngoại nhập từ Trung Quốc. Điều này cũng không tránh khỏi trên thị trường hoa Tết năm nay, nhất là khi có đến 70% địa lan ở Đà Lạt nở sớm. Tuy nhiên, đã có một sự bứt phá trong chiếm lĩnh thị trường của sản phẩm hoa lan Đà Lạt sau khi các trang trại đầu tư về công nghệ sản xuất để nâng chất lượng hoa cũng như quan tâm đúng mức sử dụng nhãn hiệu hoa Đà Lạt. Nên thông qua đó là người tiêu dùng là tin tưởng ưu tiên sử dụng. Về năm nay thì các loại hoa như hoa lan hồ điệp thì cũng đã được các shop hoa lớn ở Hà Nội, Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lớn trên cả nước đặt rất là nhiều. Cái tỷ lệ mà hàng Việt Nam nó chiếm khoảng tầm 90%, và đặc biệt nhất là những cái cửa hàng hoa uy tín thì họ đều gắn cái thương hiệu của họ đối với cái thương hiệu như là hoa Đà Lạt, như là kết tinh dịu rất lành. Mỗi năm, Đà Lạt và các vùng phụ cận đưa ra thị trường trên dưới 3 tỷ rưỡi cành hoa. Tết năm nay, nhãn hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành đã được sử dụng khi đưa sản phẩm hoa ra thị trường.
bên cạnh nhãn hiệu riêng của nhà sản xuất. Đây là cách tăng cơ hội chiếm lĩnh thị trường cho hoa Đà Lạt trong mùa Tết. Bởi từ lâu, hoa Đà Lạt nằm trong sự lựa chọn hàng đầu của người mua. Nay khi hoa được gắn nhãn hiệu thì nhiều người lại càng chọn mua.